U23 Việt Nam và huấn luyện viên Chu Xie có thể mơ về Olympic. Bảng đấu thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á, cùng gian cầu thủ trẻ đang được tích lũy kinh nghiệm ở đội tuyển sẽ là điểm tựa để U23 Việt Nam hy vọng vào tấm vé dự Olympic. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. So với các lần dự vòng chung kết trước đây, bảng đấu của thầy trò huấn luyện viên Philip Chu Xie hiện tại vừa sức. Có một đối thủ mạnh. Uzbekistan, một ẩn số dường như đồng cân đồng lạng, Kuwait và một đội dưới cơ, Malaysia. Đó là bảng đấu cân bằng, thuận lợi để U23 Việt Nam đặt chỉ tiêu điểm số cho từng trận một, ngay từ lúc này. U23 Uzbekistan là đối thủ mạnh nhất bảng, với một chức vô địch năm 2018, thắng chính U23 Việt Nam ở chung kết và ngôi Á quân mới giành được năm 2022. Bóng đá trẻ Uzbekistan đang thăng tiến vượt trội khi các đội U17, U20 và U23 đều vô địch hoặc về nhì châu lục. Gặp đối thủ này, mục tiêu khả dĩ với thầy trò ông Chu Xie là một điểm, gần giống việc phải đối đầu U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2022. Trọng tâm bảng đấu sẽ được U23 Việt Nam đặt vào hai trận gặp U23 Kuwait và U23 Malaysia. So với các đội trẻ Tây Á khác như Ả à Rập Xê Út, UAE, Iraq hay Qatar, rõ ràng Kuwait ở đẳng cấp thấp hơn. U23 Kuwait có hai lần dự giải châu Á đều bị loại ở vòng bảng, không thắng trận nào, hòa một và thua 5 trong 6 trận đã đấu. U23 Malaysia có hai lần dự giải, một lần vào tứ kết năm 2018 và lần còn lại bị loại sớm năm 2022 khi nằm chung bảng U23 Việt Nam. Tất nhiên, bóng đá trẻ vốn nhiều ẩn số, mà tấm vé dự chung kết U23 châu Á đầy bất ngờ cách đây gần 6 năm của U23 Việt Nam là sự khích lệ, song cũng là lời cảnh báo cho Phan Tuấn Tài cùng đồng đội. Quy luật mạnh được, yếu thua thường dễ dàng bị bẻ gãy ở giải trẻ. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới thắng được U23 Yemen với tỷ số 1-0 trên sân nhà. U23 Kuwait thậm chí nhỉnh hơn U23 Yemen, có thể hình và thể lực tốt. Ngoài ra, việc bảng đấu chỉ có một đội mạnh vượt trội, Uzbekistan, cũng tạo ra đòn bẩy tinh thần. U23 Việt Nam, U23 Kuwait và U23 Malaysia hiển nhiên hiểu rằng cơ hội đi tiếp nằm trong tầm tay, khi thực lực ba đội không quá chênh lệch so với nhau. Thầy trò huấn luyện viên Chu Xie chuẩn bị kỹ, đối thủ cũng vậy. Những trận đấu ở Qatar năm sau sẽ khó lường, đòi hỏi toàn đội cần có chiến lược hợp lý cho từng trận. Nhóm các cầu thủ U23 Việt Nam đã đồng hành cùng tôi suốt 9 tháng qua, tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở rất nhiều giải đấu khác nhau, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội trẻ. Một số cá nhân được sử dụng tại hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup vừa qua, với độ khó và áp lực cao nhờ sự chuẩn bị và tích lũy liên tục như vậy tôi tin tưởng các cầu thủ và toàn thể đội bóng đang sở hữu sự tự tin và nền tảng nhất định để sẵn sàng đương đầu với thử thách sắp tới huấn luyện viên chu xie khẳng định trong nhóm 15 cầu thủ được ông chu xie sử dụng nhiều nhất ở đội tuyển quốc gia có 4 cái tên thuộc biên chế u 23 việt nam đó là tuấn tài thái sơn minh trọng và đình bắc ba cái tên đầu tiên có xuất đá chính trong khi đình bắc là quân bài dự bị ưa thích ngoài ra văn khang văn tùng thanh nhàn Văn cường được sử dụng ở nhiều mức độ. Đó là sự cấy ghép sức trẻ với kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho thế hệ tương lai. Hình ảnh Tuấn Tài bật khóc sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Iraq cho thấy sự nuối tiếc và bất lực khi sức trẻ chẳng thể khỏa lấp cách biệt về trình độ. Chính huấn luyện viên Chu Ci cũng bị hoài nghi khi loại nhiều cựu binh để mở đường cho dàn sao trẻ, dẫu những cầu thủ này chưa chứng tỏ được cái hay so với đàn anh. Dù vậy, với cá nhân Tuấn Tài hay các cầu thủ trẻ khác, mồ hôi và nước mắt đã rơi xuống ở những trận đấu khó khăn vừa qua là trải nghiệm rất giá trị. Ở tuổi đôi mươi, trục xương sống U23 Việt Nam đã được đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc và Iraq. Tất nhiên, không phải cứ đá với đội mạnh là cải thiện được trình độ. Nhưng trải nghiệm trước những đỉnh núi châu lục sẽ tôi luyện tâm lý dạn dày và tinh thần vững vàng hơn cho dàn sao trẻ của huấn luyện viên Chu Xie. Nhất là khi, lứa cầu thủ này đang rất hẹp cơ hội ra sân ở V-League, lại bỏ lỡ nhiều giải quốc tế trong 2 năm dịch bệnh. Ngoài ra, việc triệu tập một số cầu thủ U23 lên tập cùng nhưng thuộc danh sách đội tuyển quốc gia cho thấy huấn luyện viên Chu Xie đã nghĩ về giấc mơ Olympic từ rất lâu. Sân chơi vòng loại World Cup còn quá sức với cầu thủ trẻ nhưng ở giải U23 châu Á, hãy tin U23 Việt Nam sẽ tạo nên những điều đặc biệt. Chuyển sang giải vô địch quốc gia với sự ra mắt của tân thuyền trưởng công an Hà Nội Gong Okyun tối ngày 25 tháng 11. Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc, Quốc gia 2023 trên 24. Dù để đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 với bàn thắng của Châu Ngọc Quang, tuy nhiên sau đó Ngọc Thắng và Jefferson đã lần lượt ghi bàn để giúp tân huấn luyện viên Gong Okyun có màn ra mắt như ý. Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông hài lòng khi các cầu thủ Công an Hà Nội đã phần nào đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật mà ông đề ra trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai. Tôi không bất ngờ với kết quả này vì tôi biết các cầu thủ đã luyện tập chăm chỉ. Chiến thắng này là kết quả xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ. Hôm nay, tôi sử dụng Hồ Tấn Tài ở vị trí tiền vệ trung tâm bởi tôi biết cậu ấy có thể đóng góp nhiều vào khả năng kiểm soát bóng của toàn đội, huấn luyện viên Gong Okun chia sẻ. Lối chơi khai thác khoảng trống ở hai biên của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã phát huy hiệu quả trong trận đấu với đối thủ Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Gong Okun cho biết khi các tuyển thủ quốc gia của Công an Hà Nội trở lại tập luyện trong thời gian tới, Ông thầy người Hàn Quốc sẽ có thêm những điều chỉnh để chiến thuật mới phù hợp hơn với các cầu thủ. Trong khi đó, dù phải nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Kia sắc vẫn tự hào khi các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai đã có những phút thi đấu tốt trước đối thủ mạnh là Công an Hà Nội. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu đầy nỗ lực trước một đối thủ mạnh. Chúng tôi đã ghi được bàn thắng sớm và sau đó tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Đáng tiếc là các cầu thủ đã không tận dụng được và để Công an Hà Nội lội ngược dòng thành công. Dù sao tôi cũng tự hào khi các cầu thủ trẻ đã thể hiện được sự tiến bộ. LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại V-League, chiến lược gia người Thái Lan kết luận. Có một điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam dễ dàng nhận ra các đội bóng đang chiếm ưu thế ở V-League đều đang được huấn luyện bởi huấn luyện viên ngoại, phải chăng đến lúc huấn luyện viên ngoại khẳng định giá trị. Theo thống kê từ năm 2013-2023, chỉ có 3 huấn luyện viên ngoại từng giành danh hiệu với các đội bóng Việt Nam. Trong đó, Bên cạnh huấn luyện viên Popov và huấn luyện viên Chun Jae Ho như đã đề cập, chỉ có thêm huấn luyện viên Dylan Cơ từng có danh hiệu Cúp Quốc, Quốc gia 2014 cùng câu lạc bộ Hải Phòng. Đáng nói, đây là mùa giải ông Dylan Cơ chỉ ngồi ghế tạm quyền. Sau đó không lâu, chiến lược gia này rời đội bóng đất cảng. Tương tự, huấn luyện viên Chun Jae Ho cũng được đôn lên như phương án chữa cháy cho huấn luyện viên Park Chung Kyun bị sa thải trước đó. Dù giúp câu lạc bộ Hà Nội vô địch hai giải đấu quan trọng, nhưng dấu ấn ông Chun Jae Ho không rõ ràng. Mùa này, các đội đã thận trọng hơn khi tuyển mộ chiến lược ra ngoại. Bên cạnh huấn luyện viên Popov và Kiati sắc được giữ lại bởi đã làm tốt nhiệm vụ, đến lúc này, làng huấn luyện viên Vilic chỉ chào đón thêm một cái tên nước ngoài mới mẻ. Đó là trường hợp của huấn luyện viên Gong Okyoon. Ông thầy người Hàn Quốc ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ công an Hà Nội sau rất nhiều ngày đàm phán, thương thảo căng thẳng. Dễ hiểu cho sự cẩn thận, thậm chí e dè của đương kim vô địch Vilic khi đội bóng này dù lên ngôi mùa trước, nhưng lối chơi chưa thuyết phục, băng ghế huấn luyện liên tục đổi chủ. Xong, ưu thế của ông Gong Okyun là có 3 tháng làm việc ở U23 Việt Nam để hiểu phần nào văn hóa bóng đá, đặc điểm cầu thủ. Ông Gong cũng là chiến lược gia cấp tiến, cởi mở với sự mới mẻ, chuẩn bị huấn luyện một trong những tập thể tài năng và toàn diện nhất V-League hiện tại. Tuy nhiên, nắm công thức là một nhẽ. Điểm tựa lịch sử vốn không cởi mở với huấn luyện viên ngoại đòi hỏi ông Gong hay những huấn luyện viên nước ngoài khác ở mùa giải này phải rất nỗ lực để giữ ghế.